Lão nọp chào tất cả các huynh đệ YouTube, các giáo chủ, các đồng môn trên toàn thế giới, các quần thần bốn phương tam hương. Hôm nay lão nạp lại tiếp tục mang đàm một số công chuyện rất hệ trọng và rất là cấp bách, cần phải sửa lại cho đúng lỗi chính tả, đúng văn pháp của danh sinh dùng miền. Đó là dân tộc người Hờ-mông trong dịp Tết Nguyên Đán 2024. Tất cả những chữ viết dưới đây đều là sai văn phạm, sai lỗi chính tả. Các huynh đệ hãy ngay lập tức sửa lại cho đúng nghe, chứ không để gì là bàn quan thiên hạ họ nhìn vô họ cười cho thúi đầu nghe hòn. Mỗi khi các huynh đệ đi đâu đó bắt gặp được chữ người ta viết, chữ mong như gì, có nghĩa người ta đang muốn ám chỉ, muốn miệt thị một dân tộc thiểu số tên là người Hờ-mông. Và người ta viết cái mông này có nghĩa người ta coi dân tộc đó giống như cái mông đích của họ. Rõ ràng các huynh đệ nhìn ở trên, giữa cái sân khấu, họ ghi là Tết Mông xuống phố. Tết Mông ở đây có nghĩa là họ xách cái mông đích Tết của cái mông, chứ không phải Tết của người Hờ-mông. Họ vác cái mông đích xuống phố thì tất cả những cái đích nào nằm ở trong khu công viên này đều là cái mông đích Tết của cái mông, chứ không phải Tết của dân tộc Hờ-mông đi xuống phố. Có những sách sử ghi chép rằng dân tộc người Hờ-mông đã có mặt trên lãnh địa của Trung Quốc hơn 4.000 năm trước công nguyên, và sau đó có những cuộc giao tranh giữa người Hờ-mông và người Hán. Sau những trận đối đầu giành lãnh thổ với nhau, và dân tộc người Hờ-mông đã thua và họ đã chạy tứ tán di cư khắp các nước ở vùng Đông Nam Á, giống như Thái Lan, Miến Điện, Lào và Việt Nam cho tới ngày hôm nay. Sách sử thì các quốc gia mỗi người viết một kiểu để cho dân tộc của họ là lâu đời đã có trên lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, đối với lão nạp, tôi không thể nào tin được điều đó. Tóm lại, tôi cứ căn cứ theo nhiều sách sử gộp lại thì tôi cho rằng dân tộc người Hờ-mông này có mặt ở Trung Quốc khoảng 700 năm, và sau đó họ di cư xuống Việt Nam khoảng chừng 400 năm cho tới nay, chứ làm gì có chuyện hơn 4.000 năm trước công nguyên. Đúng là tào lao mi đạo. Và có những sách sử khác viết rằng dân tộc người Hờ-mông theo tổ tiên của họ đã có vào thế kỷ thứ 15, và họ là dân tộc La Hò. Nhìn trên bản đồ, các huynh đệ biết La Hò đó là một quốc gia thuộc ở vùng Trung Đông hoặc là vùng Trung Á, ở lân cận như Kabul, Afghanistan, Pakistan. Và họ xuất phát từ những điểm đó di cư dọc theo những ngọn núi và suối rừng. Thời ngày xưa tổ tiên của họ là những kẻ du mục đi khắp thiên hạ, và họ đi theo đường rừng, đi tới đâu và lập nghiệp ở tới đó. Họ chỉ có nuôi trồng, săn bắt và hái lượm để mưu sinh, cho tới khi họ đã tìm ra được nơi dừng chân.
Để sinh sống đó là ở chỗ Chengdu, Sichuan, ở Trung Quốc. Và từ đó họ lập nghiệp hàng nghìn năm, cho tới khi nhà Hán và họ có những cuộc giao tranh điền chủ với nhau. Sau đó họ chạy tứ tán về các vùng khác, đó có Myanmar tức là Miến Điện, dọc xuống Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Hiện tại số dân đông, rất đông ở các nước Đông Nam Á, lân cận và hầu như tất cả trên toàn thế giới. Chẳng hạn như nước Mỹ hiện nay, theo dân số, họ cho biết năm 2023 thì dân tộc người Hồ Mông có khoảng trên 260.000 dân, và tất cả những nước khác cũng hàng trăm nghìn. Nói tóm lại, dân tộc người Hồ Mông cũng ở rải rác khắp nơi trên toàn thế giới, giống như người dân Việt Nam chúng ta. Tóm lại một điều là, nếu các huynh đệ sống rải rác khắp nơi trên toàn thế giới, dân tộc người Hồ Mông, hãy lên tiếng đấu tranh, hãy kêu những kẻ in trên bản kia ngay lập tức thao bản xuống và sửa chữ cho nó đúng nghĩa. Hờ mong được viết như gì? Thế người hờ mong xuống phố viết như vậy mới đúng lỗi chính tả, chứ không thể nào viết một kiểu ngang ngang. Thế mong xuống phố là hoàn toàn khinh bỉ và miệt thị các huynh đệ đó, hiểu không? Ha 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 ha. Tới đây, lão nạp tiếp tục cho những ly nước thánh vào bụng cho vui nha. Ha ha ha. Nhân dịp năm mới sắp đến, chúc tất cả các huynh đệ bốn phương tám hướng cùng nhau nâng ly vui vẻ tạ chúc mừng năm mới. Đó là Tết Nguyên Đán Việt Nam năm 2024.